Với điều kiện khí hậu, nhiệt độ, độ ẩm cũng như độ cao phù hợp cho sự phát triển của đông trùng hạ thảo, trong nhiều năm qua tại thành phố Đà Lạt đã xuất hiện nhiều cơ sở nuôi cấy đông trùng hạ thảo. Nghề này cũng tạo ra lượng lớn đông trùng hạ thảo cũng như lợi nhuận lớn cho người sản xuất. Là người từng học luật, làm việc trong nhiều ngành nghề khác nhau, nhưng anh Nguyễn Xuân Quang tại thành phố Đà Lạt vẫn có duyên và phát triển kinh tế cùng nghề nuôi cấy đông trùng hạ thảo. Chỉ với cơ sở nuôi cấy hơn 1.000 m², nhưng anh Quang đã cung cấp ra thị trường khoảng 700 kg đông trùng hạ thảo các loại mỗi năm. Thì gia đình chúng tôi là xưa thì tôi cũng làm đông trùng hạ thảo cách đây khoảng chục năm rồi. Nhưng mà do ngày đó là chưa có thị trường, mà do cái thị hiếu người Việt Nam mình chưa biết đến đông trùng hạ thảo nhiều. Họ chỉ thích đông trùng Tây Tạng, mà dần dần cái hàng Tây Tạng tự nhiên thì nó càng ngày càng khan hiếm, thì nó đẩy lên một giá thành rất cao. Nên cái nhu cầu về đông trùng hạ thảo người ta làm giả rất nhiều. Nên nhiều khi người Việt mình bỏ tiền thật nhưng dùng hàng giả không được. Thì cũng cơ duyên thì cũng đi chuyển một số ngành nghề, thì bây giờ năm 2019 tôi mới quay lại, tôi bắt đầu định hướng lại để phát triển cái đông trùng hạ thảo này cho người Việt mình dùng đến cái đông trùng có chất lượng và cái giá thành sản phẩm tốt nhất. Để cho ra các sản phẩm đông trùng hạ thảo chất lượng, cơ sở nuôi cấy của anh Quang phải thực hiện các quy trình khá khắt khe. Các tiêu chí về nhiệt độ, độ ẩm, ánh sáng ở các giai đoạn trong quy trình phải phù hợp với nhu cầu phát triển của đông trùng hạ thảo. Đặc biệt, cơ sở của anh Quang cũng đã nuôi cấy thành công đông trùng hạ thảo trên nhộng tằm. Tuy sản phẩm chỉ đạt 60-70% hoạt chất so với đông trùng hạ thảo tự nhiên, nhưng vẫn đảm bảo chất lượng, được người sử dụng đón nhận do có nguồn gốc đảm bảo an toàn. Trong một quá trình để tạo ra một cái sản phẩm đông trùng hạ thảo hoàn chỉnh thì mình sẽ trải qua tối thiểu là 5 công đoạn. Từ công đoạn tạo giống F0 ra F1, tiếp theo sẽ làm giống lỏng. Từ giống lỏng mình sẽ cấy lên giá thể, rồi sẽ bắt đầu các quá trình ủ tơ, kích sáng, nuôi trồng và thu hoạch quả thể. Tùy vào một cái giai đoạn mà mình sẽ có những cái lượng nhiệt độ khác nhau. Như lúc mình bảo quản giống thì khi mà trừ F0 mình sẽ duy trì từ 0 đến âm 4 độ C. Tới lúc giống lỏng thì mình sẽ để ở nhiệt độ phòng. Và khi mà bắt đầu cấy vào trong giá thể thì sẽ duy trì ở mức 24 độ để ủ tối. Và bắt đầu quá trình kích sáng thì mình sẽ duy trì từ 18 đến 20 độ C. Và độ ẩm nó sẽ từ 70 đến 80%. Hiện nay các sản phẩm từ đông trùng hạ thảo của anh Quang đã được chứng nhận sản phẩm OCOP 3 sao. Đông trùng hạ thảo trên nhộng tằm có giá bán từ 80 đến 100 triệu đồng trên 1 kg. Đông trùng hạ thảo khô có giá 35 triệu đồng trên 1 kg. Ngoài ra, các sản phẩm như rượu ngâm đông trùng hạ thảo, yến đông trùng hạ thảo tươi cũng có giá bán khá cao, tạo ra lợi nhuận lớn cho anh Quang. Nếu mà cái hiệu quả trên ngành nuôi đông trùng ở thành phố Đà Lạt mình thì là thực ra ở mình nó có một cái lợi thế rất lớn so với các địa phương khác. Nó do khí hậu, mức độ cao để nó tạo ra được cái hoạt chất ở trong đông trùng tốt hơn so với các địa phương khác. Khi anh cũng cùng con giống, anh cũng cùng một cách nuôi trồng thì Đà Lạt mình nó sẽ có sự ưu việt hơn rất nhiều. Nếu mà cây giá thẻ này thì bây giờ bên công ty chúng tôi đang xuất là 35 triệu một ký khô, 80 triệu đến 100 triệu một ký. Nhộng tươi này thì đang bán lẻ là 250 một hũ. Anh Quang cũng cho biết trong thời gian sắp tới, anh sẽ nghiên cứu để sản xuất các loại sản phẩm có giá trị dinh dưỡng cao từ đông trùng hạ thảo, đồng thời liên kết thêm với nhiều hộ dân trong vùng để đặt cơ sở nuôi cấy đông trùng hạ thảo, từ đó nâng cao sản lượng, chất lượng của đông trùng hạ thảo của cơ sở.